giao nón cho một người giữ, khi về người này trao trả lại. Một đứa con trai tôi tìm được việc trong một trại nọ, ngày đêm vắt sữa 13 con bò, đủ tiền ăn học. Bây giờ các tôi đều trưởng thành, và tôi đã có ba đứa cháu ngộ nghĩnh dễ thương. Nghĩ lại cái ngày ghê gớm mà tôi tự tử, tôi muốn la lớn, đừng. Đừng. Những ngày đen tối nhất đời ta không lâu đâu, tương lai sẽ tới. Trung bình ở Hiệp Chủng Quốc, cứ 35 phút có một người tự tử và cứ 120 giây đồng hồ có một người hóa điên. Phần đông những thảm kịch ấy có thể tránh được, nếu nạn nhân chịu tìm ở tôn giáo, ở kinh kệ, nỗi an ủi và sự bình tĩnh cho tâm hồn. Một nhà chuyên trị bệnh thần kinh nổi danh vào hạng nhất đương thời, bác sĩ Cát Dung, viết trong cuốn, một người tân thời đi kiếm một linh hồn rằng, trong 30 năm gần đây, có những người ở đủ các nước văn minh trên thế giới lại xin tôi trị bệnh tôi đã chữa được mấy trăm người. Cứ xét trong số bệnh nhân trên 35 tuổi, người nào rút cục cũng kiếm một giải pháp tôn giáo mới hết bệnh được. Nói không ngoa, họ đau vì đã mất sự thăng bằng bởi mất niềm tin vào tương lai. Mà tôn giáo thời nào cũng đem lại cho tín đồ hai kho tàng rất quý, nhẫn nhục và hy vọng. William James cũng nói tương tự như vậy, tín ngưỡng là một trong những năng lực giúp cho loài người mạnh sống. Nếu hoàn toàn thiếu nó, tinh thần tất sụp đổ thánh gandhi nhà thủ lãnh quan trọng nhất ở ấn độ sau đức thích ca đã phải sụp đổ nếu không được kinh kệ chống đỡ an ủi tại sao tôi biết vậy chính gandhi viết không nhờ tụng kinh thì tôi điên đã từ lâu rồi cả ngàn người như vậy như ba tôi không nhờ lòng tín ngưỡng những lời cầu nguyện của má tôi thì đã từ trần rồi có lẽ hàng ngàn linh hồn bị đọa đầy đương trên xiết trong nhà thương điên đã không mắc bệnh nếu họ đừng nhất định chiến đấu một mình với đời mà biết sớm quay về cầu nguyện Thượng Đế. Khi chúng ta ê chề, chịu đựng không nổi nữa, bấy giờ mới thất vọng quay về với Thượng Đế. Tại sao phải đợi tới khi thất vọng? Tại sao không tụng niệm để hoán cải năng lực của ta mỗi ngày? Tại sao cứ đợi tới Chủ Nhật? Trong 6 năm vừa rồi, khi viết cuốn này, tôi đã sưu tập hàng trăm thí dụ và trường hợp cụ thể về sự diệt lo bằng kinh kệ học tủ của tôi đầy những chuyện đó. Tôi xin đơn cử chuyện một người bán sách thất vọng, ông John R. Anthony. Chuyện ông kể lại như vậy. 20 năm trước, tôi đóng cửa phòng luật của tôi để làm đại lý cho một công ty bán sách luật. Tôi chuyên bán cho các luật sư một loại sách gần như là cần thiết cho họ. Tôi khéo léo, tôi luyện kỹ năng về công việc ấy. Tôi thuộc hết những lời chào mời khách hàng, thuộc hết những lời chê bai của họ, cả những câu để đáp và thuyết phục họ nữa. Trước khi vào chào một ông khách, tôi dò hỏi để biết ông ta đóng thuế bao nhiêu, có thói quen nào, tư tưởng về chính trị và tiêu khiển ra sao. Trong khi người ta tiếp, tôi lợi dụng tất cả những điều đã thăm dò được đó. Vậy mà có cái gì không xuôi? Sách bán vẫn không được nhiều. Tôi thất vọng. Ngày tháng qua, tôi gắng sức gấp 2, gấp 4, mà kiếm vẫn chẳng đủ xài tôi hoảng quá không dám vào nhà khách hàng nữa. Sắp bước vào căn phòng họ, nỗi lo sợ bùng lên mạnh quá, tôi phải đi đi lại lại trước cửa phòng hoặc ra hẳn ngoài đường mà đi loanh quanh. Rồi sau khi đã mất nhiều thì giờ quý giá và dùng hết nghị lực lấy can đảm, tôi nhẹ nhẹ quay quả nắm, tay run run mà lòng thì nửa cầu cho khách hàng đi vắng. Công ty bán sách dọa nếu không bán chạy hơn sẽ không cho mượn tiền trước nữa. Nhà tôi càng nhằn, vì không tiền trả tiệm tạp hóa mà nhà thì đông miệng ăn chúng tôi có ba đứa con tôi lo lắng quá mỗi ngày một thất vọng thêm không biết phải làm sao đây như đã nói ở trên tôi đã đóng cửa phòng luật còn lấy đâu thân chủ nữa bây giờ mới nguy không có tiền trả tiền thuê phòng cũng không tiền mua giấy xe mà dù có giấy xe cũng không đủ can đảm vác cái mặt bơ phờ thất bại này về nhà sau cùng một buổi tối khốn đốn kia tôi lết về phòng ngủ bụng nghĩ về lần này chót đây chưa bao giờ tôi hoàn toàn thất bại như vậy chán nản nát lòng tôi không biết quay ngã nào sống hay chết cũng chẳng cần nữa tôi buồn đã lỡ sinh ra làm cái kiếp người buổi tối hôm đó chỉ có một ly sữa nóng nhưng được vậy là nhiều lắm rồi tôi hiểu tại sao có những người đâm đầu từ trên lầu xuống đất nếu tôi đủ can đảm thì đêm ấy tôi cũng đã tự tử như vậy tôi tự hỏi mục đích ở đời là gì? Xong trả lời không được, suy nghĩ hoài không ra. Không biết nhờ cậy ai, tôi quay về với Thượng Đế và bắt đầu tụng niệm. Tôi cầu khẩn ngài dắt dẫn, soi đường cho tôi qua khỏi cơn thất vọng tối tăm, dày đặc và lạnh lùng bao phủ tôi. Tôi xin ngài cho tôi nuôi nổi vợ con tôi. Cầu nguyện xong, tôi mở mắt thì ngẫu nhiên thấy một thánh kinh vẫn đặt trên tủ đựng chén. Tôi lật ra đọc những lời đẹp đẽ, bất hủ của giê xu những lời hứa đã an ủi mọi kẻ cô độc ưu tư thất vọng từ biết bao thế hệ đời này qua đời khác đừng lo cho đời sống vật chất của con đừng lo thiếu món ăn thức uống cũng đừng nghĩ đến thân thể con và những vật để đắp điếm nó con hãy ngó đàn chim trên trời chúng không gieo không gạch cũng không phơi không cất vậy mà thượng đế vẫn nuôi chúng con hơn loài chim nhiều phải không trước hết con hãy tìm cảnh thượng giới và đạo chính trực của cha, rồi cha sẽ ban cho con hết thảy những thứ con cần. Trong khi đọc mấy hàng ấy, tâm hồn tôi dịu hẳn đi, thiệt là huyền diệu. Những lo lắng, sợ sệt, phiền muộn tiêu tan hết, nhường chỗ cho can đảm, hy vọng và tin tưởng quyết thắng. Dù không tiền trả chủ khách sạn, tôi cũng sung sướng. Rồi lên giường ngủ say, quên hết ưu tư. Đã thiệt mấy năm chưa đêm nào khoan khoái như vậy. Sáng hôm sau, tôi nóng nảy mong tới giờ các khách hàng mở cửa. Hôm đó mưa lạnh mà tôi thấy trời rất đẹp. Tôi hăng hái rảo bước lại phòng một khách hàng. Tôi nắm chặt và quay mạnh quả nắm rồi bước vào, tiến thẳng lại người đó mà ưỡn ngực, quả quyết, trang trọng, tươi cười chào, kính ông Smith, tôi là John R. Anthony ở công ty Labot. Người đó cũng mỉm cười, đứng dậy chìa tay, à, hân hạnh được gặp ông, mời ông ngồi. Một ngày ấy, tôi bán nhiều hơn mấy tuần trước. Tối, tôi trở về phòng ngủ như một vị anh hùng khải hoàng vậy. Tôi tự thấy đời như thay đổi hẳn đi. Mà đúng vậy, tôi đã có một tinh thần mới mẻ, một tinh thần thắng trận. Đêm ấy tôi không thèm uống sữa nóng trừ bữa nữa. Tôi đòi thịt bò chiên đàng hoàng, ông à. Từ bữa đó, sách bán chạy vo vo. Cái đêm ấy, một đêm thất vọng cách đây 21 năm, tôi được tái sinh từ một lữ quán nhỏ ở miền Texas tình thế bề ngoài của tôi cũng như trong những tuần thất bại trước nhưng trong thâm tâm tôi có một sự thay đổi quan hệ con người lẻ loi rất dễ bại trận nhưng sống với sức mạnh của thượng đế ở trong lòng không sao quỵ nổi bây giờ tôi biết vậy vì tôi đã thấy sức đó thay đổi đời tôi ra sao chúa giê xu dạy đòi hỏi con sẽ được tìm kiếm con sẽ thấy gõ cửa cửa sẽ mở